Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp làm món rau củ xào ạ. Các bạn đổi bữa với món rau củ xào thập cẩm như thế này nhé. Đây các bạn, mình chia sẻ các bạn cách xào rau nhé, rất là đơn giản ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một củ su hào nhé, bình thường thôi, bé bé một chút này cũng được ạ. Một củ cà rốt và đỗ, các bạn cho mình khoảng 200g đỗ cô ve các bạn nhé. Rau mồi, hành lá. Và bây giờ các bạn sẽ làm cái phần đỗ trước. Đỗ thì các bạn sẽ ngâm vào nước muối cho mình. Một muối tan cái muối đi. Mình sẽ tước đỗ vào đây để mình khi đỗ thì chúng ta không gọt vỏ ấy, cho nên là các bạn sẽ khử các vi sinh vật nó bám trên đỗ thì chúng ta cho vào muối như vậy ạ. Mình bỏ hai cái phần đầu này đi để mình bỏ cái phần sơ của nó đây ạ. Các bạn sẽ ngâm cho mình từ 5 đến 7 phút trong nước muối như thế này nhé. Rau su hào ấy thì các bạn sẽ gọt cho mình nhé. Cà rốt mình sẽ bào gọt cái vỏ đi. Đây các bạn, mình rửa sạch tất cả các loại rau này rồi nhá. Cái phần đỗ này khi mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ rui nó ra. Cho mình một nồi nước sôi, mình cho vào đây một ít muối nhé. Đấy, khi nước đã sôi rồi các bạn sẽ cho phần đỗ vào để trần cho mình. Đỗ mình phải trần đi thì ăn nó mới tốt các bạn nhé. Còn là nếu mà các bạn không trần cái phần đỗ này lên thì nó sẽ ăn cũng không đảm bảo các bạn. Và khi các bạn trần thì các bạn cứ với nửa to và mở vung ra cho mình thì đỗ sẽ giữ được độ xanh nhé. Và chuẩn bị một âu nước lạnh, sau đó mình sẽ vớt phần đỗ này ra. Mình trần cái phần đỗ chỉ cần nước sôi lên trở lại là được rồi các bạn nhé. Và các bạn sẽ vớt ra nước lạnh cho mình để nó giữ được độ xanh của đỗ ấy ạ. Su hào các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Cái phần su hào này các bạn sẽ thái ra cho mình. Cà rốt mình cũng thái ra như là mình thái su hào các bạn nhé. Su hào và cà rốt mình thái xong rồi, các bạn cho mình một ít muối bột canh vào nhé để mình ướp nó lên đấy ạ. Thì khi mình xào ấy, nó sẽ đậm gia vị và nó sẽ mềm, rau không bị cứng quá nhé. Các bạn để cho mình 3 phút ạ. Hành thơm các bạn thái ra cho mình nhé. Rau mùi và hành lá các bạn cũng thái ra cho mình. Các bạn cho mình chảo lên bếp và mình cho dầu ăn vào nhé. Lượng dầu ăn vừa phải ạ, và mình sẽ cho phần hành vào phi thơm lên. Khi hành các bạn phi thơm lên như này nha thì mình sẽ cho phần cà rốt và su hào vào. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu vào nhé. Đỗ, củ ve, đậu cu ve vào đều lên.
Các bạn sẽ cho mình vào đây muối hẳn lên. Trước mình cho ướp rau ấy, mình còn đủ chưa có nhé. Hẳn lên nữa ạ. Chuyển hẳn lên. Mình cho vào đây một ít nước mắm thôi ạ. Các bạn nêm nếm xem vừa chưa nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành và mùi vào các bạn ạ. Đảo đều lên. Mình sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu nữa nhé. Một chút nữa đi. Thơm của hạt tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức cái món ăn này rồi. Rất là hấp dẫn mà lại ngon, dễ ăn. Các bạn chuẩn bị cái đĩa cho mình để mình cho cái phần rau ra nhé. Nhìn màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Xanh hơi trắng trắng một chút. Màu vàng cà rốt. Mình xào đĩa rau như thế này mà lên mâm thì ai mà chẳng muốn ăn. Nhìn nó rất là đơn giản thôi mà lại dễ ăn. Không cần phải thịt gì nhiều cả. Đây các bạn, như vậy là mình đã xào xong món rau su rau củ xào nhé. Kết hợp của ba loại rau củ và với một ít rau thơm là các bạn đã có một đĩa ngon rồi. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình. Vẫn giữ được độ giòn, ngọt, ngon của rau ạ.